Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Diamond. Thì ở trong những tập vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn để bắt hết những con Pokemon mà đã có sẵn trong bản gom Pokemon Diamond này. Còn lại những con Pokemon mà các bạn cần phải có event Pokemon diễn ra thì nó mới có thể bắt được, và nó có vật phẩm đi kèm. Thì đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là một cái làm sao để có được cái event của Dark Ride ấy bạn. Thì phải có được cái vật phẩm là member card của Dark Ride thì chúng ta mới có thể tới được cái chỗ của Dark Ride nha các bạn. Đó, thì chúng ta mới sử dụng code để lấy lại cái event đó. Thì code thì mình sẽ để dưới phần description nha các bạn, phần mô tả video đó. Thì giờ chúng ta sẽ quay trở về thành phố mà thứ 6 mình các bạn, thành phố đánh team thứ 6 á. Đấy, chúng ta còn chúng ta sẽ quay về ngôi nhà lại nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ dùng cái Lunawin á. Đó, sẽ dùng cái Lunawin để giúp con bé tỉnh lại trước đã. Đầu tiên là giúp con bé tỉnh lại. Thì ông bố sẽ vô nói chuyện cảm ơn mình các bạn. Đó, giúp con bé thoát khỏi được cái ác mộng của Dark Ride trước. Đó, bây giờ mình sẽ bước vào lại là nhóc nó xuống giường nữa các bạn. Đó, chưa? Nhóc nó xuống giường đi chơi lại như bình thường rồi. Đó. Đó, khi mình sẽ áp dụng cái code đó xong và làm xong được cái nhiệm vụ này xong thì chúng ta sẽ chạy vào bất kỳ một cái Pokemon Pokemon nào cũng được các bạn. Đó. Đây, kể có một thằng mà mặc áo xà lá nói chuyện ở đứng đây các bạn, mình sẽ nói chuyện với ông ta. Thì ông ta sẽ cho mình cái member card. Đây là cái member diễn ra sự kiện của Dark Ride nha các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cầm cái member card nè các bạn. Đấy, có cái member card này sẽ mở ra sự kiện Dark Ride. Đó, chúng ta sẽ chạy lên căn nhà mở đằng sau lưng Pokemon Center nè các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có thể vào được rồi nè. Đấy. Thì vì mình đã đánh thức khỏi giấc mơ của con nhóc rồi thì bây giờ mình phải mới bước vào được giấc mơ để bị Dark Ride bắt các bạn. Đó, Dark Ride chúng ta đang ở trong này nữa bạn. Đấy. Khi bắt xong Dark Ride thì tự mình sẽ bị thức giấc các bạn. Đấy, mình thức giấc thì cái ông còn lại nó không còn ở đây nữa rồi. Ở bên mình có thể tới được cả hai nơi là New Moon Island, Full Moon Island và Iron Island các bạn. Đó, mình sẽ có thể là bây giờ mình có thể tới New Moon Island lại cái chỗ mà Dark Ride hồi nãy luôn nè các bạn bây giờ. Đấy, thì mình không cần phải tới nữa tại vì mình đã bắt xong Dark Ride rồi. Dark Ride chúng ta các bạn. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn cho một like, lượt subscribe. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.